Kính thưa quý vị, trong hoạt động giao thương biên giới giữa Việt Nam với Trung Quốc, phần lớn hàng hóa nông sản của Việt Nam xuất khẩu là đi qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dịch COVID-19 bùng phát, phía Trung Quốc đã thực hiện phong tỏa trao đổi hàng hóa cư dân biên giới để dập dịch. Xuất khẩu nông sản của Việt Nam theo đường biên mậu bị gián đoạn. Để có cái nhìn tổng thể khách quan về tác động của dịch COVID-19 tới xuất khẩu hàng hóa nói chung và xuất khẩu nông sản qua địa bàn Lạng Sơn nói riêng, cũng như các giải pháp mà Chính phủ, Bộ Công Thương, các bộ ngành trung ương và tỉnh Lạng Sơn đưa ra để tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản. Báo Công Thương tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề Gỡ khó cho hoạt động xuất khẩu nông sản qua Lạng Sơn. Diễn giả tham dự cuộc tọa đàm hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương. Ông Phùng Quang Hội, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn. Ông Vi Công Tường, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Ông Trần Ngọc Anh, Phó Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Cương. Xin cảm ơn các diễn giả đã tham dự cuộc tọa đàm. Như các diễn giả đã biết thì dịch COVID bùng phát hiện nay là đang lây lan rất phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Ở cái góc nhìn vĩ mô thì trước tiên xin hỏi ông Trần Thanh Hải là cái tác động của dịch COVID nó đã ảnh hưởng như thế nào đến cái hoạt động xuất nhập khẩu nói chung, xuất khẩu hàng hóa nói riêng và xuất khẩu cái mặt hàng nông sản qua các tỉnh biên giới phía Bắc, trong đó có tỉnh Lạng Sơn. Chúng ta đều biết rằng Trung Quốc là thị trường lớn nhất đối với các mặt hàng nông sản của Việt Nam, và Trung Quốc lại có chung đường biên giới đất liền, và dịch COVID-19 thì cái bùng phát cũng là bắt đầu từ Trung Quốc. Vì vậy thì ngay khi mà cái thời điểm mà dịch xuất hiện vào cái dịp Tết Canh Tí vừa qua, chúng ta thấy cũng là một cái, nó có một cái yếu tố bất ngờ, và nó cũng khi mà Trung Quốc áp dụng những biện pháp phòng chống dịch rất là mạnh mẽ, trong đó có cái việc là cách ly và việc hạn chế đi lại, thì ngay lập tức nó cũng đã tác động đến cái hoạt động giao thương nói chung giữa Việt Nam và Trung Quốc, và trong đó thì có các mặt hàng nông thủy sản. Đối với nhóm hàng nông thủy sản thì chúng ta cũng thấy một cái đặc điểm rất là rõ là các mặt hàng này thì cái thời gian bảo quản nó rất là ngắn. Vì sau khi thu hoạch thì chúng ta chỉ có một cái thời gian rất ngắn để có thể là vận chuyển cũng như là đưa lên biên giới để đưa sang phía nước bạn. Mà khi mà có các cái biện pháp về phòng chống dịch nghiêm ngặt như vậy thì ngay lập tức nó đã ảnh hưởng, gây ra cái hiện tượng là ùn tắc và các cái mặt hàng nông sản của ta không thể đưa sang. Thì ngay trong cái nửa đầu tháng 2 thì chúng ta đã thấy cái tác động này rất là rõ, khi mà gần như toàn bộ cái hoạt động giao thương giữa hai nước cũng đã bị ngừng trệ. Tuy nhiên thì ngay sau đó thì Chính phủ cũng như phối hợp với các địa phương, trong đó có tỉnh Lạng Sơn, cũng đã nhanh chóng vào cuộc và có cái trao đổi rất là tích cực với cả chính quyền phía bạn để qua đó tìm những cái giải pháp mà có thể là vừa đảm bảo cái hiệu quả chống dịch nhưng vẫn có thể giúp cho hàng hóa của hai bên được thông thương tốt đẹp. Xin hỏi anh Hải thêm một chút, là anh có thể đánh giá cho một vài ý kiến về cái tác động của dịch COVID ấy, nó ảnh hưởng tới cái tiến độ và cái mục tiêu xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam trong năm 2020 như thế nào? Ngay sau khi mà dịch COVID bùng phát thì Bộ Công Thương cũng đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có cái rà soát và đánh giá sơ bộ, cũng như là trao đổi với các hiệp hội ngành hàng về cái tác động của dịch này. Thì có những cái nhóm ngành hàng thì chúng ta thấy là cái tác động của nó cũng chưa phải là rõ ngay. Ví dụ như là nhóm hàng về gạo, về cà phê, thì thường là những mặt hàng này là cái thời gian bảo quản thì nó tương đối là dài. Thế nhưng có những cái nhóm hàng ví dụ như là rau củ quả là chúng ta thấy là rõ nhất. Thế rồi những cái mặt hàng như là thủy sản thì cái tác động của nó là cũng đã có thể thấy được ngay. Tuy nhiên thì chúng ta cũng hy vọng, tức là cái thời gian mà dịch nó cũng không kéo dài, và thực tế thì đến nay thì ở Trung Quốc là cái tình hình nó cũng đã đi vào cái kiểm soát, thì chúng ta hy vọng là trong cái thời gian còn lại của năm 2020 thì các doanh nghiệp của chúng ta cũng có thể đẩy mạnh xuất khẩu để bù đắp lại cái thiệt hại trong cái khoảng thời gian. Cảm ơn ông Trần Thanh Hải. Ở dưới cái góc độ của địa phương có cái hoạt động giao thương rất là sôi động đối với thị trường Trung Quốc. Xin hỏi ông Phùng Quang Hội là cái tác động của dịch COVID nó đã làm ảnh hưởng như thế nào đến cái phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Lạng Sơn trong 3 tháng đầu năm? Trong đó có cái hoạt động giao thương qua biên giới và đặc biệt là cái xuất khẩu mặt hàng nông sản qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn trong 3 tháng đầu năm. Và ông xin ông cho vài cái ý kiến đánh giá về cái kết quả hoạt động xuất nhập khẩu 3 tháng đầu năm và cái kết quả xuất khẩu cái mặt hàng nông sản qua các cửa khẩu trên địa bàn.
Vâng, từ đầu năm tới nay, đặc biệt là từ đầu tháng 2 khi bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và cũng là những ngày trong Tết Nguyên đán thì mưa đá ở trên tỉnh Lạng Sơn xảy ra trên diện rộng. Những cái việc đó, diễn biến đó đã ảnh hưởng tác động không nhỏ đến cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các hoạt động về thương mại, dịch vụ, du lịch, sản xuất kinh doanh đều bị ảnh hưởng. Trong những tháng đầu năm của quý 1 thì tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ trên địa bàn của tỉnh ước đạt khoảng 5.000 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ. Và chỉ số sản xuất công nghiệp thì mới đạt là 5.64%, cũng không tăng so với cùng kỳ năm 2019. Đặc biệt là cái hoạt động xuất khẩu cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều bởi dịch bệnh. Và đặc biệt từ sau Tết Nguyên đán thì phía bên Trung Quốc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Phía bạn đã thông báo tất cả các cái hoạt động trao đổi hàng hóa ở tại các cửa khẩu trên địa bàn của tỉnh Lạng Sơn và trong địa bàn của tỉnh Quảng Tây nói chung với Việt Nam đều là đóng cửa. Đặc biệt là ở các cửa phụ thì hoạt động này đã ngừng lại sau cái thời điểm Tết đến nay. Tuy nhiên với sự chỉ đạo tích cực, quyết liệt của tỉnh ủy, của ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của các sở ngành, các lực lượng chức năng ở cửa khẩu thì cái hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đã từng bước được khôi phục, đặc biệt là các cửa khẩu phụ. Bên cạnh đó thì tỉnh cũng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ và của các bộ ngành trong công tác phòng chống dịch bệnh và coi chống dịch bệnh như là chống giặc. Đây là cái vấn đề quan tâm hàng đầu. Và bên cạnh đó cũng là đảm bảo cho cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thì với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, của ủy ban nhân tỉnh thì về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn được đảm bảo. Và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cũng đã rất là chú trọng trong công tác đối ngoại với Quảng Tây Trung Quốc, cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên đàm phán với các lực lượng chức năng ở phía Trung Quốc để từng bước khôi phục lại cái hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, để qua đó thúc đẩy cái hàng nông sản của Việt Nam xuất sang thị trường Trung Quốc, đồng thời tăng cái năng lực thông quan ở tại các cửa khẩu như là cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và các cửa khẩu khác ở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Với cái kết quả như vậy trong các cái giải pháp tháo gỡ của tỉnh thì từ đầu năm đến nay, nhất là sau dịp Tết thì tại các cửa khẩu Lạng Sơn thì đã khôi phục được 5 trên 12 cửa khẩu. Thì các lực lượng chức năng đã thông quan cho 26.051 phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu, trong đó với lưu lượng hàng xuất khẩu là 12.442 xe và hàng nhập khẩu là 14.068 xe. Trong đó là một số cái hàng nông sản chủ lực của chúng ta như là thanh long, dưa hấu, mít, xoài thì với cái khối lượng cũng khoảng là 350.000 tấn, tuy nhiên là cũng giảm 228.000 tấn so với cùng kỳ năm 2019. Ước tính trong quý 1 thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt là khoảng 710 triệu đô la Mỹ, giảm 34% so với cùng kỳ. Trong đó là kim ngạch xuất khẩu là 490 triệu đô la Mỹ, giảm 34% so với cùng kỳ, và kinh mạch nhập khẩu là 290 triệu đô la Mỹ, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2019. Ở góc độ là cơ quan giám sát về hoạt động xuất nhập khẩu qua các cái cửa khẩu, xin hỏi ông Vi Công Tường là cái tác động ảnh hưởng của dịch Covid nó đã làm ảnh hưởng như thế nào đến cái quy trình thủ tục hải quan thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu nói chung và xuất khẩu cái mặt hàng nông sản qua địa bàn Lạng Sơn nói riêng, và nó có ảnh hưởng như thế nào đến cái hoạt động chuyên môn của ngành hải quan? Vâng, như chúng ta biết, nãy anh Hải anh có thông tin là ngay sau khi dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc thì phía Trung Quốc đã phong tỏa các tuyến đường, các trung tâm thương mại, các chợ đầu mối, trong đó có các chợ nông sản, dẫn đến là cái việc hàng hóa nông sản xuất khẩu qua biên giới hạn chế rất nhiều, đặc biệt là liên quan đến thực hiện cái quy trình thông quan tầng khẩu. Thì so với thời điểm bình thường thì việc làm thủ tục thông quan với các lực chức năng thì trước tiên là cơ quan hải quan chủ động làm các thủ tục xuất khẩu, sau đó doanh nghiệp mới làm các cái thủ tục về kiểm dịch rồi là về xuất cảnh. Nhưng tuy nhiên trong thời điểm có dịch thì là cái việc kiểm soát dịch bệnh được đưa lên hàng đầu.
Qua đó thì các doanh nghiệp phải làm đầy đủ các thủ tục về kiểm tra y tế, khai báo y tế, kiểm dịch đầy đủ các điều kiện để sau đó các cơ quan chức năng khác, ví dụ như cơ quan hải quan mới tiến hành các làm thủ tục hải quan, dẫn đến cái việc mà làm thủ tục hải quan đã kéo dài thời gian rất nhiều. Đặc biệt là việc khi mà dịch bùng phát thì cơ quan y tế cả hai nước đều phải thực hiện các cái quy trình về kiểm dịch, dẫn đến là thủ tục mình có thể nói nó sẽ tăng gấp đôi so với cái thời điểm bình thường là nhất. Thứ hai là trong cái quá trình mà thực hiện các cái biện pháp phong tỏa phòng chống dịch thì phía Trung Quốc đã hiện nay là hạn chế cái đối tượng lao động tự do qua lại để thực hiện việc bốc xếp sang tải hàng hóa tại biên khu vực biên giới Trung Quốc, dẫn đến là cái lượng lao động bên Trung Quốc thiếu hụt, dẫn đến là các cái lô hàng chúng ta hiện nay có đưa sang Trung Quốc có những xe hàng 2-3 ngày mới có thể giao xong hàng. Đây là một cái việc mà tỉnh Lạng Sơn cũng đã đàm phán rất nhiều với Trung Quốc là chủ động là đưa ra các cái giải pháp để tăng cường cái năng lực bốc xếp, trong đó có thể là đưa cả người Việt Nam tiếp tục sang để vận chuyển hàng hóa. Còn hai nữa thì trong thực hiện cái kiểm dịch thì cái quy trình thủ hải quan thì báo cáo anh là về quy trình thủ hải quan không bị thay đổi, nhưng mà cơ quan hải quan phải phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện đầy đủ các bước trong vấn đề phòng dịch, dẫn đến là cái thủ tục hải quan thì có thay đổi đôi chút. Tuy nhiên đây thì chủ yếu vẫn là mục tiêu của chúng tôi là vẫn phải đảm bảo công tác phòng dịch, thì sau đó mới tiến hành các cái thủ tục xuất khẩu nhập khẩu. Thì trong những thời gian tới thì chắc chắn là cái tình hình năng lực thông quan giữa hai bên ngày một mà được cải thiện thì chắc chắn cái việc xuất khẩu nông sản sang biên giới Trung Quốc sẽ thuận lợi hơn. Tại thời điểm hiện nay là tại các khẩu như địa bàn Lạng Sơn vẫn tồn khoảng 1.000 xe container chở nông sản xuất khẩu. Thì trong thời gian tới chúng tôi hy vọng là cũng sẽ được cải thiện hơn. Dạ, xin cảm ơn ông Phí Công Tường. Ở dưới góc độ thực tiễn của doanh nghiệp hoạt động, xin hỏi ông Trần Ngọc Anh là cái tác động của dịch Covid nó đã làm ảnh hưởng như thế nào đến cái hoạt động xuất khẩu nông sản của các doanh nghiệp Việt Nam, cũng như là cái hoạt động cung cấp các cái dịch vụ phục vụ xuất nhập khẩu qua các cái cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn? Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Cương là một công ty cung cấp các dịch vụ và bến bãi và logistics tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, đóng góp trong cái chuỗi mà logistics chung của cả nước. Thì ngay bản thân doanh nghiệp chúng tôi thấy rằng là cái dịch Covid-19 vừa rồi nó có một cái ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ các cái ngành về xuất nhập khẩu, đặc biệt là cái việc mà xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc. Cũng như các diễn giả vừa rồi đã trình bày thì ngay từ cái việc mà trước Tết rất nhiều những cái xe nông sản phải nằm lại tại tỉnh Lạng Sơn chờ xuất khẩu, thì đến ngày mùng 5 tháng 2 thì mới bắt đầu là được xuất ra Trung Quốc. Nhưng với cái việc mà tình hình dịch bùng phát tại Trung Quốc đúng cái thời điểm mà nặng nhất, thì có những cái biện pháp của Trung Quốc về việc phong tỏa gây ra là những cái ngày đầu tiên chỉ có thể xuất đi được độ khoảng từ 25 đến 30 xe hàng. Tuy nhiên thì với cái sự vào cuộc của rất nhiều các cơ quan chức năng, các ban ngành của cả Trung ương cũng như của tỉnh Lạng Sơn, thì hiện tại cái năng lực giải phóng hàng hóa cũng đã đáp ứng được một phần nào rồi. Hiện tại những cái con số mà xe hàng xuất khẩu nông sản qua bãi của công ty trách nhiệm Sơn Cương trong những ngày vừa rồi thì cũng đã uống được trên 200 xe trên một ngày, nó góp phần vào việc mà giảm tải cái lượng hàng ùn tắc của hàng nông sản đi qua cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên thì với cái tình trạng mà tiếp tục khi mà Trung Quốc đã tạm lắng cái việc mà bùng phát dịch, thì hiện tại Việt Nam lại có những cái mà tiếp tục bùng dịch tại Việt Nam, gây ra là có những cái hạn chế của phía Trung Quốc đối với lại cái việc mà nhập cái hàng nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc, đặc biệt là nó gây ra một số những cái tình trạng như là thiếu nhân lực về sang tải hàng hóa, dẫn đến là cái năng lực giải phóng hàng hóa nó bị giảm sút đi rất là nhiều, lại kéo theo cái lượng xe phải nằm lại tại bến bãi là tăng, khiến cho cái việc mà giải phóng hàng hóa nó lại bị chậm lại, nó thành một cái vòng tròn luẩn quẩn. Cũng trong thời gian tới đây thì sẽ còn rất nhiều những cái mặt hàng nông sản mà tiếp tục được đưa lên các cái cửa khẩu, thì
Với cái tình trạng như này thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ tạo lên một cái áp lực tương đối là lớn đến các cái doanh nghiệp mà bến bãi và logistics vận tải mà đang cung ứng các cái chuỗi cho cái việc mà xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc. Trong đó là có công ty Xuân Cương. Dạ vâng.